Khoảng 5 giờ chiều ngày 22 tháng 4 tại đảo Luzon, Philippines xảy ra động đất mạnh 6,3 độ Richter, làm 11 người thiệt mạng, hơn 30 người bị thương. Sau động đất, các cơn dư chấn xảy ra liên miên. Lần này động đất ở độ sâu 40 km có chấn Tiêu Nông. Tâm chấn động đất nằm cách thủ đô Philippines 60 km về phía đông bắc. Khi xảy ra động đất, các tòa nhà Manila đều xuất hiện sự lung lắc dữ dội. Dân chúng ở địa phương cảm nhận được độ lung lắc theo chiều thẳng đứng. Nhiều nhân viên làm việc tại tòa cao ốc hoảng sợ tháo chạy. Từng dòng người lao ra ngoài đường làm kẹt cứng đường phố Manila. Và cũng có người dân trực tiếp đội lên chiếc mũ an toàn để bảo hộ. Sau động đất vẫn xảy ra ít nhất 52 lần dư chấn, làm người dân vô cùng hoảng sợ. Kinabahan kami tapos nahilo kami. Tapos bumaba. Bumaba kami, dala akong tatlong bata dumaan ng hagdanan. Chính phủ Philippines cho biết động đất lần này đã làm ít nhất 2 tòa kiến trúc bị sụp đổ, có người bị đè chết. Ngoài ra, sau động đất đã ngay mất điện, khiến công tác cứu hộ vào ban đêm càng gặp nhiều khó khăn. Tại sân bay Krak cũng chịu thiệt hại nặng nề. Trần nhà của đại sảnh bị sập, làm 7 người bị thương nhẹ. Sân bay tuyên bố ngưng hoạt động 24 tiếng đồng hồ, hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng. Theo chuyên gia cho biết, trận động đất ở Philippines lần này là do sự di chuyển của đoạn đất gãy, nhưng chưa đạt tới một cường độ mạnh đủ để gây ra cơn sóng thần. Cụ ông dẫn chú chó băng qua kẻ sọc vàng dành cho người đi bộ, nhưng trên đường có kẻ vạch riêng này lại có sự khác lạ. Trên dải phân cách bị cắt thành hai dải khác nhau trở thành dạng chữ Z. Đây là sự đổi mới của Tổng cục Đường bộ đang ở huyện Chương Hóa, thử thực hiện phần đường kẻ kiểu mới có dạng chữ Z, mục đích là nhằm nâng cao tính an toàn cho người đi bộ khi băng qua đường. Tổng cục Đường bộ chọn xung quanh hai bệnh viện ở thành phố Viên Lâm, huyện Chương Hóa làm thí điểm sử dụng kẻ vạch mới dành cho người đi bộ bằng dạng chữ Z, chủ yếu là hỗ trợ cho những người đi lại không thuận tiện hoặc quy hoạch cho người cao tuổi đi đứng chậm chạp. Nếu không kịp băng qua đường vạch riêng cho người đi bộ thì có thể chờ đợi tại dải phân cách và cũng có thể hướng dẫn người đi bộ lưu ý xe cộ. Hơn thế nữa, đường kẻ mới này cũng mang tác dụng rút ngắn khoảng cách ngã tư so với đường kẻ cũ, giảm thấp điểm mù cho xe lớn trong lúc vòng qua lối qua đường cho người đi bộ. Tổng cục Đường bộ cho biết Đài Loan đã bước vào giai đoạn xã hội người cao tuổi, cho nên cần phải cung cấp nhiều không gian thân thiện hơn, cần tiến hành từng bước các thiết kế giao thông lấy con người làm gốc. Ngoài việc tăng cường thêm nhiều điểm thiết kế kẻ vạch qua đường hình chữ Z tại khu vực Chương Hóa ra, thành phố Đài Trung cũng sẽ là khu vực thí điểm tiếp theo. Tại cửa hiệu bán sữa đậu nành nổi tiếng ở thành phố Đài Bắc này, ngay từ sáng sớm đã thu hút rất đông du khách tới xếp hàng dài. Có một vài cô gái nhờ cũng gia nhập đội ngũ. Họ dự định tham quan Đài Loan 3 ngày. Vào ngày hôm kia đã đi thăm chợ đêm và hành trình tiếp theo sẽ tới thăm Chùa Phinh và Phỉnh Si. 3 days. Today, 2日目. 9分. Lantern. Trong những năm trở lại đây, Nhật Bản được coi là có số lượng du khách đến thăm đứng thứ hai Đài Loan. Năm ngoái đạt 1,969 triệu lượt người. Cục du lịch nâng cao mục tiêu lượng khách Nhật Bản năm nay lên 2 triệu lượt. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay đã xuất hiện mức tăng trưởng âm. Đầu tháng 1, du khách Nhật tăng trưởng dưới 9,71%, du khách Hồng Kông cũng suy giảm 5,39%. Thị trường Hàn Quốc tăng trưởng dưới 9,57%, du khách Trung Quốc gia tăng trở lại đạt 9,27%. Theo ngành du lịch phân tích, vì du khách Nhật Bản thích nhất nền văn hóa ẩm thực và thăm các thị trấn nhỏ của Đài Loan, nên Đài Loan cần tăng cường các biển chỉ dẫn của khu thắng cảnh, nâng cao mức độ thân thiện, thu hút du khách quay trở lại Đài Loan. Hơn thế nữa, năm nay có hãng hàng không mở đường bay Đông Nam Á, trung chuyển qua Đài Loan để đến Nhật Bản. Như vậy có cơ hội nâng số lượng du khách Nhật đến thăm vượt mốc tăng trưởng của năm ngoái.